Không không đủ rồi, đủ rồi. Hello cả nhà, lại là Hùng Lý đây. Vâng, hôm nay là ngày thứ mấy ta? Hôm nay là ngày Chủ nhật đó. Thì trước hết là khi nói về cái buổi từ thiện ngày hôm nay thì trước hết cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương của Hùng Lý trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Là có một ngày Chủ nhật thật là ấm áp bên gia đình nha cả nhà nha. Thì hôm nay thì cũng như thường lệ thì cũng có những gương mặt thân quen và cũng những gương mặt cũ thôi. Thì là những ekip của Hùng Lý, đặc biệt là ba người. Thì hôm nay đã có mặt ở đây từ lúc Tèo em làm lúc mấy giờ vậy Tèo? 3 giờ mấy sáng là cái khâu mà gọi là chuẩn bị để ra thành phẩm đó nha mọi người nha. Còn nếu mà cái khâu chuẩn bị trước nữa đó thì phải đi chợ trước một ngày, và buổi tối thì em Tèo đã lặt rau và chị Giàu đã làm nước mắm đồ, thì bắt đầu phải 3 giờ mấy dậy là chuẩn bị một cái khâu chuẩn bị là khẩu phần ăn 300 phần bún thịt xào nha cả nhà nha. Thì là cái này làm hôm nay làm thì cũng không có riêng biệt của ai hết, là chỉ là cái này là gọi là số tiền trước Hùng Lý còn giữ, và một lát Hùng Lý sẽ công bố trên Facebook của Hùng Lý. Tại như thường lệ Hùng Lý hay nói là có những anh chị em nào mà bên Facebook á, bên Sức Sống Mới á, mà không có app Facebook của Hùng Lý thì Hùng Lý phải công bố bên này để gọi là cho anh chị biết là Hùng Lý đi chợ như thế nào và làm như thế nào và danh sách của mình như thế nào. Nhưng mà từ những hiện tại mà những cái khẩu phần ăn này mà có anh chị đồng hành đó, là tất cả anh chị bên kênh Sức Sống Mới đã gọi là qua bên Facebook Hùng Lý Bé Heo, Facebook của Hùng Lý á, là kết bạn rồi. Vì vậy là Hùng Lý chỉ quay clip là để cho cả nhà mình biết là cái hoạt động của Hùng Lý. Còn về cái vấn đề mà công bố danh sách, Hùng Lý sẽ công bố bên Facebook nha mọi người, cả nhà tránh trường hợp những anti vào lời ra tiếng vào thì Hùng Lý cảm thấy là giống như hơi chạnh lòng, và cũng làm cho anh chị mà gọi là đồng hành của Hùng Lý cũng buồn vì Hùng Lý nữa. Tại vì thường thường mà Hùng Lý bị anti nói thì anh chị nói là Hùng Lý em đừng có buồn, thì anh chị cũng an ủi em. Còn bên Facebook thì chắc chắn là không có anti, hiếm lắm là có những người gọi là hiểu mình. Và mình công bố danh sách bên Facebook đó, thì anh chị cũng đã nhìn thấy rõ, và những gì Hùng Lý làm thì anh chị cũng đã thấy hết rồi, nên anh chị sẽ hiểu được. Còn bên kênh Sức Sống Mới thì có một nhiều khi anti vào xem thì giống như là nói cho đã nư rồi, đôi khi Hùng Lý cảm thấy chạnh lòng, về anh chị mà thương Hùng Lý sẽ vào bình luận rồi khuyên Hùng Lý này nọ thì sẽ mất thời gian cho anh chị. Vì vậy là Hùng Lý sẽ quay clip là cái lúc mình làm hậu kỳ và cái lúc mình phát cho cả nhà mình cảm thấy là gọi là chung vui cùng Hùng Lý. Còn về danh sách Hùng Lý sẽ công bố trên Facebook nha cả nhà nha. Bây giờ là cả nhà cùng Hùng Lý vào xem phần thành phẩm. Đây, củ hành là xào. Củ hành này thì Hùng Lý sẽ nói cho mọi người nghe là củ hành này Hùng Lý không biết nấu, nhưng mà Hùng Lý gọi là đồng hành về giống như là giống như phần cái khâu mà sắp xếp, mà dùng cái từ khâu sắp xếp đó, thì mỗi người một khâu. Thì mọi người biết là giống như là em Tèo giỏi về phần gì, chị Giàu giỏi phần gì, Bambi giỏi phần gì, Hùng Lý giỏi về phần gì, thì mọi người biết là không ai có thể là giống như nhìn vô là chị này nấu biết giỏi quá, nhưng mà chị Giàu lại không có cái sắp xếp về cái phần khác. Thì trong bốn người thì mỗi người phải có một cái giỏi riêng thì nó mới tổng thể thành một cái ekip, thì mới hoàn thành ra được những khẩu phần ăn cho những bà con khó khăn. Và nhờ những cái ekip mà gọi là bao gồm mỗi người một việc á, thì các anh chị nhà hảo tâm và các mạnh thường quân á, thì mới cảm thấy là khi mà mình đồng hành cùng Hùng Lý mà ra thành phẩm và những cái khâu chuẩn bị á, gọn gàng và nhanh lẹ nữa, thì vì vậy là anh chị mới cảm thấy là vui khi đồng hành cùng Hùng Lý, đúng không? Thì Hùng Lý nói là hành tây này, cà chua này thì mình sẽ với lại xả này thì mình sẽ xào với thịt nha cả nhà nha. Là hôm nay là cái món là bún thịt xào, 300 hộp bún thịt xào. Nhưng mà Hùng Lý đi chợ thì có lẽ là lần đầu tiên á, ví dụ làm cơm sườn đi thì Hùng Lý có sẽ đi chợ là làm 300 phần cơm, thì Hùng Lý sẽ chặt 300 miếng sườn, thì Hùng Lý sẽ biết được là 300 miếng sườn nó sẽ ra 300 hộp cơm. Còn cái phần mà phần bún thịt xào này thì mọi người biết là chưa có tổng thể được, nên vì vậy là đi chợ thì Hùng Lý nghĩ là ví dụ bán những 300 chứ có lẽ mình là cái hơn 300 đó, tại vì mua thịt rất là nhiều, rồi hành tây, cà chua đồng 10 ký rồi đi nọ. Thì Hùng Lý nghĩ là có dư thì cũng có thêm người ăn thôi, không sao. Vì vậy là cái việc đó thì tốt thôi. Đó, củ hành, cà chua với lại xả thì em Tài sẽ chào xung với thịt nha. Là cái phần này là mình sẽ bỏ lên hộp bún nha cả nhà. Và mình được đây, Hùng Lý cho mọi người xem, đây là nước mắm thần thánh rồi đó. Đó, rất là ngon.
Thì hồi tối chị Giàu là nước mắm hơi ít, chứ Hùng kêu bỏ làm hơi nhiều đi. Chị Giàu mới nói là thịt đó chị Giàu đã niêm nếm rồi, nó cũng vừa ăn rồi, nhưng mà nói cứ làm nhiều đi, có nhiều người người ta ăn mặn thì người ta sẽ bỏ nhiều chút xíu, còn mà nếu mà người ta ăn ăn không mặn thì người ta sẽ bỏ ít, còn chút xíu bỏ cũng không sao, chứ lỡ mình cho ít quá đó, có người người ta ăn ăn mặn đi, người ta sẽ bị hụt thì nó sẽ không ngon. Thà cái gì dư chút xíu thì sẽ gọi là tốt hơn. Nên chị Giàu làm bình nước mắm to hơn chút, chứ tối chị bả kẹo mới là cái miệng bưng chán dễ sợ. Bả tiết kiệm cho Hùng Lý rồi đó, rồi tiết kiệm cho các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân rồi đó, nhưng mà tiết kiệm là tốt, nhưng mà sợ những người ăn mà chúng nhiều người ta ăn mặn, người ta bị hụt cái nước mắm thì hộp bún đã ngon rồi mà bị hụt nước mắm thì sẽ mất ngon, nên kệ, chưa tới bến luôn. Đây là em Tèo nha, em Tèo nha mọi người. Đây cái phần này là phần xào rồi nè cả nhà đó. Thì Hùng Lý nói là hành tây thịt nhiều nha cả nhà, mọi người không, mọi người nhìn như vậy chứ thịt rất là nhiều, tại vì hành tây á là mọi người biết á là 10 kg hành tây hả chị Giàu, 10 kg cà chua, nhưng mà thịt cũng là nhiều, rất là nhiều luôn đó. Mọi người nhìn đi, không hề nhìn thấy hành tây không, đúng không cả nhà? Nếu cả nhà mà nhìn vào thì cả nhà biết là đã thấy thịt rất là nhiều luôn. Hành tây chỉ là giống như là cái một phần điểm thôi, mà đã hành tây chỉ có 10 kg và cà chua chỉ có 10 kg thôi, đã quên 10 kg lần đó, nhưng mà thịt vẫn gọi là che lấp đi hành tây luôn, là mọi người biết Hùng Lý làm thịt rất là nhiều. Còn đây tèn tén tèn bà Giàu. Ây da, trời xui, ngựa té cái sập xuống tự nhiên dấp cái đầy sắp vô cái gì đó, ụp vô cái đầy, trời ơi Hùng Lý mở hàng mấy chục hộp luôn, ngon lành luôn. Dạ còn đây là rau nè mọi người nha, rau sọ. Anh này kêu bằng rau gì chị Giàu, em không biết anh. À, rau sống thì rau sống là cái này xong mà chị Giàu ra cái phần này là cái này chuẩn bị lát cắt tiếp cho cả nhà. Cái này là mình cắt ra như vậy nè, thì mình bỏ dưới hộp bún và mình kèm với giá. Nhưng mà ở chị Giàu nước mắm hả, có đồ chua chà, bỏ bên đây không, bên hông hả? À là bỏ bên hông cái hộp bún đúng không? Đây là cái này là em phái nhất nha mọi người, cho anh mượn đi, anh mượn anh chứ mượn anh. Nếu mà em đi ăn ở đâu mà em chỉ cần mà đi ngang qua em thấy ở đó có cái thao này là em chạy vô liền nha mọi người, tớp mở đó. Em đi ăn xôi mặn cũng vậy, mà khi mà em thấy mà chỗ đó bán mà có mỡ hành chét lên rồi mà có thao tép mỡ vậy thôi, thôi chết Hùng Lý rồi, không có chạy đâu được hết đó, dính chùm liền. Và không có kẹt thiếu là đậu phộng bỏ lên rất là hấp dẫn. Bây giờ á chị Giàu với Bambi nó làm cho em thử một hộp, mà khi mà thành phẩm ra đi mình sẽ để lên cho cái hộp đó nó đẹp. Là thí dụ như bây giờ cái hộp bây giờ mình gồm làm như thế nào, Bambi cái này là phong rồi bỏ bản hành sao, Bambi làm đi là cái hộp khi thành phẩm ra đó. Cả nhà chờ với cả nhà nha, và cái này là làm tổng thể. Bây giờ Hùng Lý sẽ cho ra một cái hộp mà khi trao tay đến các người nhận đó, đó thì mới được chua lên. Ôi em dặn chị Giàu là hộp bún là phải độn lên hả, cho em đầy cho em luôn chị Giàu, phải làm nhiều lên cho em đi nha, không sao cho người ta ăn no. Tại bún á thì nó không bằng cơm, bún á thì ăn thì nó sẽ gọi là ít no hơn cơm, vì vậy là chị Giàu cứ làm bún nhiều cho em và thịt nhiều cho em. Thì cái hộp mọi người, cái hộp nẻ quà chắc 80.000 luôn á. Trời ơi hường nha mọi người, hường nha, bún thì 80.000 ai đâu mà ăn 80 hộp. Cắt rồi nè, không sao em cứ gãi lên thôi, lát em làm tiếp, em làm một thành phẩm đỡ thôi, cho thí dụ ra mình ra thành phẩm thì nó sẽ gồm những gì đó, em cứ để vậy rồi được rồi, ý là nó có gồm những gì thì chế dễ nói. Đây thôi cái hộp bún này là để cho Hùng Lý ăn thôi, chứ kiểu mà yếu yếu ăn không bao giờ hết. Đây rồi em thành phẩm nha mọi người, nhìn nha, hộp bún là gồm có rau sống như thế này thì em đã nói với mọi người rồi. Thì khi mà lên mặt nữa thì sẽ có đồ chua và mỡ hành với lại tép mỡ như vậy, và thịt xào với lại cà chua và hành tây. Thì chỉ cái này rồi, cái này chỉ hết rồi. Và khi em đóng hộp lại như vậy thì sẽ có một bịch nước mắm cột lên nữa nha cả nhà nha. Thì cả nhà nghĩ đi, bây giờ mà gọi là khi mà các bà con khó khăn lại nhận một hộp bún, thì hộp mà dở ra như vậy thì quá là xuất sắc đúng không cả nhà. Nhiều khi đi mua nhiều chỗ bán chưa chắc ngon bằng chị Giàu làm nữa nha. Tại vì chúng em làm là chứ em không phải là làm mà làm cho có cho là mà tất cả những gì trong đây mọi người nhìn
À chị Giàu ơi, em kể cho chị Giàu nhiều quá, nhiều người nói là em PR cho chị Giàu, review cho chị Giàu nữa. Thì sẵn hôm nay cái clip này em cũng nói luôn. Thì nhiều người nói em hay gọi là hay giải bày, nhưng mà sẵn thì mình nhớ khúc nào đoạn nào thì mình nói khúc đó, đúng không mọi người? Chị Giàu dù là một người gọi là chỉ phụ phía sau thôi, nhưng mà không phải là mình kể công trên này. Nhưng mà cái đây là Hùng Lý nghĩ là tình hình chung tất cả ai cũng vậy. Khi mình đóng góp một cái gì đó, mình không cần phải nhận lại. Nhưng mà có lẽ là khi người ta nhắc đến tên mình cũng cảm thấy vui. Thế bây giờ như em Tèo và Bambin và chị Giàu ngồi làm, thì Hùng Lý nói là Bambin giỏi quá, chị Giàu đã phụ Hùng Lý. Nhưng mà em Tèo Hùng Lý không hề nhắc tới. Dù nhắc tới thì cũng không, mình cũng không phải là hưởng được cái gì trong đó. Nhưng mà mình cảm nhận được là khi những gì mình làm cũng có người ghi nhận và có người nghĩ đến mình. Vì vậy là tại sao những lúc làm Hùng hay nói đến chị Giàu và Bambin và em Tèo, vì cái lý do là mọi người biết là cái phần đóng góp của anh chị các nhà hảo tâm, đóng góp về kinh phí và đóng góp về gọi là hiện kim để Hùng Lý làm, thì mọi người nghĩ là nếu mà anh chị có thương Hùng Lý cỡ nào, anh chị có đóng góp cho Hùng Lý 10 triệu, 20 triệu, nhưng mà nếu không có những bàn tay như chị Giàu và Bambin, em Tèo để phụ Hùng Lý, thì chắc chắn thì bây giờ anh chị có cho Hùng Lý mà tiền mà anh chị nói là Hùng Lý ơi, một khẩu phần ăn như vậy á, thì bây giờ đi chợ 3 triệu, thôi đưa 5 triệu cho Hùng Lý, mà mọi người kêu Hùng Lý làm sao Hùng Lý làm được, không thể nào Hùng Lý làm được. Vì vậy là những gì Hùng Lý làm, Hùng Lý là tri ân những tấm lòng của các anh chị, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân, thì Hùng Lý sẽ không quên tri ân và cảm ơn em Tèo và Bambi và chị Giàu đã luôn đồng hành cùng Hùng Lý. Mà mọi người biết mà cái ekip đồng hành cùng mình á, mà chỉ có 3 người hoặc 2 người, mà trong cái khâu chuẩn bị gọn gàng và nhanh gọn và có sự sắp xếp rất là chuẩn, thì tìm một ekip như vậy Hùng Lý không phải dễ tìm đâu. Vì vậy là Hùng Lý rất là trân trọng em Tèo, chị Giàu và Bambi đồng hành cùng Hùng Lý. Bây giờ vì vậy là khi Hùng Lý đến chị Giàu thì các gọi là anti á, cũng hiểu được là cái phần nào cũng là công. Mọi người đừng có nghĩ là có người đóng góp mà bởi vì đang quá là dễ làm đi, không có đâu. Phải có những người có tâm đồng hành cùng Hùng Lý phía sau hậu kỳ thì mới có những khẩu phần ăn này gửi đến những hoàn cảnh khó khăn được. Vì vậy là tất cả ai cũng đều phát tâm trong từ thiện. Vì vậy là không bao giờ quên nhắc tới các mạnh thường quân đóng góp, thì không quên nhắc tới những người đã làm ra thành phẩm này nha cả nhà nha. Rồi bắt đầu này phóng vấn chị Giàu rồi, ơi em Tèo rồi thì chị Giàu nè. Cái đây nè mọi người ơi. Đâu rồi, cái giỏ đâu rồi? Trời ơi em không bao giờ quên cái giỏ. Em đứng thì sao cũng được, chứ em ngồi xuống là không có giỏ là thiệt sự luôn á. Em không bao giờ chịu được. Cái bụng em nó chướng kìa vậy nè. Đó, chị Giàu. Cái này là như chị Giàu đi chợ á, là hôm bữa em gửi chị Giàu đi chợ, là mình đã bắt đầu mình đi chợ là hả, ngày hôm qua là mình đi chợ buổi sáng hả chị Giàu hả? Dạ, đi chợ buổi sáng. Bây giờ buổi sáng rồi bắt đầu chị muốn chuẩn bị, tại vì em nghĩ là ra 300 khẩu phần ăn thì mình nghe nói đơn giản, nhưng mà cái phần mà gọi rau rồi cái phần này phần nọ làm từ chút thời gian, nước là mất thời gian, là chị Giàu, thí dụ chị Giàu em nghĩ là có 2-3 người à, mà làm rất là gọn luôn, thì chị Giàu phải có sự sắp xếp như thế nào? Chị Giàu có thể bật mí, thí dụ như buổi sáng đi chợ thì chị Giàu sẽ đi chợ như thế nào, rồi trưa sẽ sắp xếp là sẽ làm như thế nào để buổi sáng có những phần ăn đúng giờ nhất để gửi đến những gọi là các hoàn cảnh khó khăn để họ có một buổi ăn sáng sớm nhất. Thí dụ buổi sáng là chị Giàu đi buổi hôm qua đi chợ, rồi giờ nào làm kể em nghe coi nè. Thì sáng đi chợ đó, rồi cái xong cái về để đó xong đi chợ tiếp xong cái về làm từ từ. Tại vì em hiểu mà, tại chị Giàu còn có con cái rồi cái phần công việc ở nhà nữa, nhưng mà để sắp xếp hoàn thành buổi sáng là chị Giàu cũng sắp xếp rất là hay luôn. Vừa làm ở đây xong giờ phải nhảy về nhà lo công việc nhà, bắt đầu dành thời gian như tiếp tục thì nhảy ra đây làm tới phần khác vậy đó. Đó bây giờ là nói chung là chị Giàu có sự sắp xếp đó, thực sự là Hùng Lý thấy là rất là phục luôn nha mọi người. Bởi vậy khi mà bây giờ mà các nhà hảo tâm mà các mạnh thường quân á mà giao cho Hùng Lý á, Hùng Lý ơi nấu giùm anh, giùm chị, giùm anh gì đó 200 phần đến 300 phần gì đó. Hồi đó Hùng Lý sợ lắm mọi người. Tại Hùng Lý là nếu mà Hùng Lý không nghĩ là Hùng Lý là Hùng Lý đã nhận á, mà Hùng Lý kham không được thì Hùng Lý cảm thấy là có lỗi với anh chị. Mà đặt ở ngoài thì Hùng Lý có sao nói vậy, đặt ở ngoài thì Hùng Lý cảm thấy là Hùng Lý hơi tiếc. Tại Hùng Lý nghĩ á, thì bây giờ đặt ở ngoài sau này nếu mà chị Giàu không đồng hành thì cũng, nếu mà lỡ mà có ai nhờ mình thì chắc chắn Hùng Lý cũng phải đặt ở ngoài thôi. Nhưng mà Hùng Lý nghĩ là khi chị Giàu làm thì Hùng Lý nhìn nó ra Hùng Lý yên tâm hơn. Còn ở ngoài phải dặn kỹ lắm, chị ơi phải làm cho em thế này. Rồi khi mà về dở hộp, dở bánh mì ra hay dở hộp cơm ra, không giữ ý thì cũng đã xong rồi. Người ta đã giao cho mình rồi, tại khi người ta vô thành phẩm cho mình nó đã giao rồi. Mà giao rồi mà lỡ trao đến tay những các hoàn cảnh khó khăn, mà có những
có những cái clip lúc quay á thì nhìn cái hộp nó không ngon, thì các anh chị các nhà hảo tâm cũng cảm thấy chạnh lòng là nhìn cái hộp cơm mà mình đồng hành mà bây giờ dở ra hộp cơm thấy không ngon, cũng hơi buồn. Dù anh chị biết là không cái lắm, không phải lỗi của Hùng Lý, nhưng anh chị cũng cảm thấy buồn đúng không? Vì vậy là Hùng Lý nghĩ là có ekip như chị Giàu ở đây mà làm phụ Hùng Lý. Và sáng khi Hùng Lý ngủ dậy, Hùng Lý tận mắt nhìn những cái hộp bún đang làm nè. Nếu lỡ không ngon có thể Hùng Lý chỉnh sửa lại được. Chị Giàu ơi, chị Giàu thêm cái gì đó, hoặc là thịt nó hơi mặn nha chị Giàu, bây giờ chị Giàu thêm lại giùm em cái khác rồi mình có thể mình nêm nếm, mình lên bếp mình nêm nếm lại được hay không. Có thể trong nhà thì dễ, còn nếu mình đặt ở ngoài thì nói chung là khi mình dở ra như thế nào thì mình phải trao cho các hoàn cảnh khó khăn như thế đó, vì người ta đã làm xong rồi. Vậy là mình thấy là khi mà đồng hành chị Giàu với em Bin đồng hành cùng Lý rồi mới thấy là yên tâm rồi. Cho mọi người, khi trao đến tay những hoàn cảnh khó khăn cái hộp bún thì không biết là không biết trước là chắc chắn sẽ ngon rồi đó. Dạ. Thôi bây giờ là cái phần này là cái phần hậu kỳ của buổi phát ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 dương lịch nha cả nhà. Thì bây giờ là khoảng tầm Hùng nghĩ là mấy người này làm là khoảng tầm một tiếng nữa là sẽ có những khẩu phần ăn đi. Thì cả nhà xem cái clip này xong tương tác với Hùng Lý, thì tầm một tiếng nữa khi mà kết thúc clip này xong và coi cái clip này xong thì khoảng nửa tiếng sau thì Hùng Lý sẽ phát trực tiếp, thì mọi người đón nhận đón xem nha cả nhà. Vẫn phát chỗ ở chùa Kim Liên ngay cái góc hôm bữa đợt trước Hùng Lý phát bánh mì nha cả nhà nha. Và kết thúc clip, Hùng Lý cảm ơn các anh chị, các nhà hảo tâm và các bạn thường quân đã thương yêu Hùng Lý và luôn đồng hành cùng Hùng Lý, để Hùng Lý có một cái niềm vui lúc nào cũng cảm thấy là mình được nhiều anh chị em tin tưởng và thương mình và đồng hành cùng mình, rồi để có những cái khẩu phần ăn gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn nha cả nhà nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Phan chừa cho Hùng Lý nói một câu nữa nè, là thường thường quay buổi sáng Hùng Lý có nói nhiều thì mọi người thông cảm, là lý do là Thái quay clip chỉ quay trực tiếp vào mình Hùng Lý không thể ngồi được, nên Hùng Lý phải tương tác liên tục. Vì vậy là Hùng Lý có nói nhiều hay này nọ thì mọi người thông cảm với Hùng Lý nha. Bye bye mọi người.